Jennie Blackpink diện lại váy sóng gió của Yeezy Red Velvet và phản ứng bất ngờ của netizen. Dù cùng diện một mẫu váy nhưng phản ứng của Kainet lại hoàn toàn trái ngược giữa Jennie Blackpink và Yeezy Red Velvet. Trong làng giải trí, những pha đụng hàng trang phục giữa các mỹ nhân đình đám vốn không thiếu. Tuy nhiên mới đây, làng giải trí xứ Hàn vừa diễn ra màn đụng độ vô cùng thú vị. Một núi không thể có hai hổ, đụng cùng một mẫu váy nhưng phản ứng mà dân tình dành cho Yeezy và Jennie lại trái ngược hoàn toàn. Một bên vướng sóng gió, một bên lại được khen ngất trời. Trong đoạn clip quảng cáo cho một thương hiệu mới đây, Jennie lại tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý với nhan sắc và style thu hút. Trong hình ảnh lần này, cô diện mẫu váy trễ vai với chi tiết cách điệu hình nơ vô cùng xinh xẻo. Cùng với đó, Jennie không trang điểm quá cầu kỳ mà chỉ tô điểm rất nhẹ nhàng. Cô chọn lối để tóc buông xõa, mái lệch đơn giản mà nữ tính. Dáng váy trễ vai vừa gợi cảm lại vừa ngọt ngào, phô diễn bờ vai trần mỏng manh của thành viên Blackpink. Cô cũng không sử dụng thêm phụ kiện cầu kỳ. Và nếu tinh ý, bạn sẽ nhận ra mẫu váy này cũng từng được Yeezy Red Velvet chọn diện khi tham dự thảm đỏ KBS Gazo Dituki cách đây không lâu. Khi đó, Yeezy mix váy cùng quần tất và đôi giày cao gót đen. Cô cũng để tóc buông xõa và trang điểm đơn giản, không đeo phụ kiện cầu kỳ mà chỉ tô điểm với một đôi khuyên tai, vòng tay và nhẫn nhẹ nhàng. Lâu lắm mới đi thảm đỏ, Yeezy lại nhận nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc xinh tươi, style ngọt ngào. Tuy nhiên, sau đó, mẫu váy mà Yeezy diện đã khiến dân tình liên tưởng đến trang phục Miu Miu mà Jennie từng diện tham dự sự kiện của Gentle Monster tại Trung Quốc từ năm 2019. Cả hai thiết kế đều có sự tương đồng rõ về màu sắc, vị trí đặt nơ, form dáng. Chính vì lẽ đó, đã có không ít người lên tiếng chê bai Yeezy và stylist khi cho rằng cô cố tình ăn vận bắt chước thành viên Blackpink. Cùng diện một mẫu váy nhưng cái kết với Yeezy và Jennie lại khác biệt hoàn toàn. Trong khi Yeezy gặp sóng gió, hình ảnh như cosplay, lại style của Jennie năm xưa, thì về phần Jennie, cô lại ghi điểm khác biệt. Khi xưa mang đến hình ảnh sang chảnh, kiêu sa, thì nay lại ngọt ngào nữ tính. Ngoài ra, stylist cũng căng chỉnh một chút phần nơ giúp váy của Jennie có cảm giác mềm mại hơn. Xét về khía cạnh thời trang, không ít lần Chanel sóng đụng hàng với nhiều ngôi sao quốc tế nổi tiếng và hầu hết trong những pha, Jennie đều chẳng kém cạnh ngôi sao nào, thậm chí nhiều trường hợp còn lấn lướt những người nổi tiếng toàn cầu. 1. Jennie Madison Beer. Madison Beer là một nữ ca sĩ trẻ người Mỹ nổi tiếng sau khi được Justin Bieber chia sẻ đường link video của cô nàng. Giọng ca Good In Goodbye gây chú ý với thân hình nóng bỏng và luôn được khen ngợi với phong cách thời trang đẹp mắt. Khi nữ ca sĩ diện một item body suit đến từ thương hiệu Chanel kết hợp với quần jean ngắn đụng hàng với Jennie, đông đảo ý kiến cho rằng giọng ca solo có phần nhỉnh hơn nhờ vào thân hình đầy đặn kết hợp với thần thái và phụ kiện màng lưới làm điểm nhấn trong ma mị và cuốn hút hơn hẳn. Jennie Lưu Thi Thi không hổ danh đại sứ Chanel, cứ mỗi khi diện trang phục của nhà mốt ruột là cô nàng lại chặt chém những ngôi sao khá không thương tiếc. Đơn cử là màn đụng độ với nữ diễn viên xinh đẹp Lưu Thi Thi. Tất nhiên, bà xã Ngô Kỳ Long vẫn rất sang trọng và đẹp sắc sảo. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh Jennie thì có vẻ nữ diễn viên xứ Trung có hơi già dặn hơn một chút. Trong khi đó, Jennie mang đến một màu sắc tươi mới hơn, vẫn có gì đó kiêu kỳ chanh xả. 3. Jennie Kristen Stewart. Cùng một bộ trang phục màu xanh dương với chất liệu Swiss, Jennie dường như thắng thế trước nữ diễn viên nổi tiếng Kristen Stewart nhờ vào thần thái, kiểu tóc và cả phụ kiện túi xách tay cầm tông xuyệt tông với bộ trang phục. 4. Jennie Kaya Gerber. Đụng hàng với siêu mẫu Kaya Gerber nhưng Jennie không hề lép vế. Nữ idol sinh năm 1996 dường như không hề ngán bất kỳ mỹ nhân quốc tế nào. Thậm chí nhiều người còn nhận xét với mẫu áo sơ mi crop top của Chanel, Jennie dường như sinh ra để mặc chiếc áo này. Với màn đụng độ chiếc áo này, có vẻ như Jennie và Kaya Gerber đều ngang tài ngang sức với nhau. 5. Jennie Kylie Jenner. Với lần mặc cùng bộ trang phục phần trăng khuyết với nữ siêu mẫu đình đám thế giới Kylie Jenner, nữ idol 24 tuổi không bị chặt chém mà vẫn rất xinh đẹp trong outfit này. Nếu Kylie Jenner nhấn nhá bộ trang phục cùng một chiếc áo khoác đen dáng dài, thì Jennie lựa chọn chiếc choker mang hiệu quả làm đẹp cực cao. 6. Jennie Bella Hadid. Cùng đụng độ với siêu mẫu nổi tiếng toàn cầu Bella Hadid, Jennie được dân mạng nhận xét rằng đúng là không có bất kỳ bộ trang phục nào có thể làm khó được giọng ca solo. Điểm mạnh của thành viên Blackpink là bờ vai quá đỉnh, độ rộng và chiều ngang cực chuẩn có thể mặc tất cả các thể loại trang phục. Cả hai mỹ nhân đều mang những màu sắc và sở hữu nét đẹp riêng mà không một ai có thể chối cãi. 7. Jennie Hailey Bieber. Chiếc áo khoác oversize của Adidas có thể dìm dáng bạn gái nếu như mặc không đúng cách, nhưng Jennie và Hailey Bieber thì không. Nếu Jennie lựa chọn chiếc quần skinny đen để kết hợp với áo khoác thì bà xã Justin Bieber mix cùng chân váy demi tông suyệt tông, cả hai đều vô cùng xinh đẹp và chanh xả chẳng hơn chẳng kém.